Các bác nhá, đây vừa về được mấy lô, mấy được mấy con nửa lít đất tiếp thì em lên luôn. Có con Pana nhiều nhiều bác dặn nhá. Đây một con Pana xuân tích này, có hiệu con SR KS051 nhá. Mặt mũi hơi bẩn tí thôi. Để các bác vệ sinh lại giúp em với nhá. Đấy, đây, hình vách đây. Pana xuân tích nhá. Điện 100V 700W này. Nồi cao tần này, 0,54 lít đời 22 các bác nhá. Đấy, đây, đây. Sạch sẽ đẹp đẽ ok hết các bác nhá. Đây, còn nguyên shop vừa về xong. Đấy, lên liền đi các bác luôn. Đấy, đây nhá, có nhìn thấy con ròng này. Rồi, vừa lâu qua tí nhá. Đây, ròng riếc của nó khá đẹp cũng nhá. Đây, ròng riếc của khá đẹp, mặt nhôm mình riếc khá ok nhá. Đây, hốc này, cái này hơi bẩn tí các bác. Đấy. Để cho các bác xem xoong nhá, cái này xoong quá này. Xoong khá ok các bác nhá. Xoong khá đẹp. Đấy, xoong đẹp mà dày nhá các bác này. Đây, lốt là xoong chẳng có cơ. Rồi 0,54 lít này dành cho bác nào, nhà bác nào khoảng tầm 2-3 người. Nói chung là ăn ít các bác nhá. Đấy, nấu cơm thì bao ngon cho bác luôn mà nhỏ nhắn xinh xắn này, mắt ngọc không. Đấy. Đây các nhá, đây nấu cơm này có này, menu này, đấy, đây nhá, đây cho bác xem chế độ nhá, đây, đầu tiên là eco nam viên tiết kiệm điện này góc này, đấy, nấu thế kiểu là đây. Đây là nấu các loại cái chế độ nấu này, chế độ nói thì em không biết chế độ gì, em không biết được. Đây, đây là nấu nhanh này, nấu cháo này, đấy, nấu gạo lứt này, nấu gạo mầm này, gạo tạp này, đơn giản thôi, mấy chức năng thôi. Khá ok nhá, 43 phút nấu nhá. Đấy, thì cái này bác lấy con này nhá, em để bác cái này giá là 750 các nhá, 750k. Đấy, bác là chuyển khoản em sẽ bác sĩ bác toàn quốc thôi nhá. Để bác chốt hàng bác liên hệ với em nhá, 0983 329 75 nhá, hoặc 0825 853 853 cho em với nhá. Đấy, em cảm ơn các bác xem clip em rất nhiều. Em chào các bác. Hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé.